Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Góc nhìn của Đài Lễ Đô Sài Gòn TV trên băng tần 57.7. Thưa quý vị, hôm nay chủ đề của chúng ta là có nên đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão hay không? Và quan điểm đó thì chưa có hồi kết thúc. Quan điểm đúng hay sai thì còn tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Và hiện giờ thì chúng ta cái xu hướng này đang phát triển mạnh trong tương lai, bởi vì con cái không có thời gian cho lo chu đáo chuẩn bị cho cha mẹ, cho nên là cái vấn đề mà đưa cho mẹ vào viện dưỡng lão đó là có rất là nhiều bạn trẻ đang suy nghĩ và quan tâm về vấn đề này. Hôm nay đến với chương trình của chúng ta có giáo sư Nguyễn Đức Lâm, chị Diệu Thi và luật sư Johnny Nguyễn. Xin chào chú và chào anh chị. Xin chào tất cả, chào quý vị. Thưa chú, thì chú nghe cái có đưa nên đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão hay không? Nếu mà trả lời yes thì chú cảm giác như thế nào? Chú là chú lo lắm á cháu. Lo lắm tại vì rằng là chú cũng bước gần đến cái bước finishing line rồi, là cửa bệnh viện dưỡng lão rồi, chú lo lắm. Nhưng mà kính chú quý vị, cái chuyện đó là cháu biết không, tùy hoàn cảnh, cái chuyện gì cũng phải tùy hoàn cảnh. Nó không có mấy công thức nào mà người ta tiếng Mỹ nó gọi là one size fit all cả. Mỗi người tùy cái hoàn cảnh mà quyết định. Bây giờ tôi lấy một thí dụ chẳng hạn như là nếu mà trong trường hợp mà chú bị bệnh nặng, chú biết thì chú sẽ làm cái advance directive, nói là nếu mà tôi mà bị bệnh này mà chân tay không có moving được thì xin đưa tôi vào viện dưỡng lão, có đúng không? Đó là cái chuyện, là chuyện rõ ràng. Nếu mà trong một cái gia đình mà một người bố hay người mẹ, hai bố mẹ mà bị bệnh nặng quá, bị stroke hay là bị những chuyện là Alzheimer mà rất là nguy hiểm, mà con cái không có gọi là take care được không, thì chúng ta phải có cái giải pháp đưa vào đó. Tại vì tại sao như vậy? Con cái hai người đi làm, mốt tối thiểu là mất 10 giờ một ngày rồi, không có với mình. Con cái không có đủ cái khả năng chuyên môn và kỹ năng chuyên môn để chăm sóc những người bệnh như là Alzheimer hay là bị stroke. Cho nên cái viện dưỡng lão nó được lập ra với những cái phương tiện hiện có để nó giúp thay cho những người con làm những công việc mà chính ra đó vì hoàn cảnh họ muốn làm nhưng họ không làm. Ok, chú thì chú chắc chắn là chung vào viện dưỡng lão rồi. Ngày xưa thì chú thấy là nếu mà cha mẹ mà còn sống á thì chắc chắn là cha mẹ sẽ sống với con cái, đâu có chuyện mà có ý nghĩ là đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Thì vì khi thường mà cha mẹ sẽ sống với lại con trưởng, con trai trưởng. Nếu mà con trai trưởng mất thì sẽ con thứ, con kế tiếp nữa, là chung là anh em, chị em cùng nhau để mà chăm sóc cha mẹ ở nhà không à. Bây giờ chú thấy là vào cái thời buổi hiện đại này thì công việc cũng như là công việc hàng ngày của các bạn thì rất là bận rộn, họ không có thời gian là lo cho cha mẹ nhiều quá và cả lo cho vấn đề gia đình riêng của họ, cho nên viện dưỡng lão ngày càng xuất hiện hơi bị nhiều đó chú. Đúng thế cháu, cái vấn đề quan trọng nhất đó là không phải là mình cứ ý nghĩ nó đưa ra đó là mình phải làm ngay. Mình đừng bao giờ mà nghĩ rằng là cha mẹ già thì phải đi vào viện dưỡng lão. Mình phải, cái hoàn cảnh nó đến, nó xảy ra bất khả kháng, lúc đó mình bàn nhau mình đưa vào. Ngay trong khi mình bàn nhau như vậy là cũng cãi lộn tương bừng chứ phải không? Có người muốn, có người không. Theo Johnny thì tại sao mà bây giờ có viện dưỡng lão nhiều hơn? Là tại vì có nhiều gia đình cần thiết cái sự dịch vụ, cái sự giúp đỡ đó. Tại vì người ta có cái skill đặc biệt cho mỗi cái bệnh khác nhau, như Alzheimer hoặc là bị mình bị stroke mà mình liệt, mình không có move được. Đúng rồi. Thì cái đó là Tony thấy, theo cá nhân của Tony á, thì nếu mà Tony không có đủ người ta gọi là không có đủ điều phương tiện hoặc là skill hoặc là khả năng để giúp đỡ cha mẹ đến cái mức đó nữa đó, thì mình cũng phải tìm người nào chuyên viên về cái đó. Giống như là mình đi ra tìm người chuyên viên về luật sư, bác sĩ, người thợ sửa xe này cái kia. Đúng rồi. Đến lúc đó cái skill mình không có biết làm gì thêm thì cái đó là mình cần cái sự giúp đỡ của mọi người chuyên viên khác. Chị Diệu Thi thì theo chị nghĩ lý do chính mà con cái đưa cho ba mẹ vào viện dưỡng lão? Thì giống như hồi nãy giáo sư và luật sư có nói, thì theo như mình thấy cái đó bây giờ đó, nhiều lúc người bố mẹ cũng thông cảm. Tại vì ví dụ như hai vợ chồng đi làm cả ngày mà để người bố mẹ, nếu mà
còn có thể tự mình ở nhà được thì cái đó vẫn ok, vẫn ở nhà được. Nhưng mà nếu không có thể tự chăm sóc mình được đó, thì tại vì mình hồi xưa lúc mình mới sang Mỹ mình cũng có làm trong những cái nursing home đó, thì như vậy mình thấy đó, nếu họ không tự take care mình được đó, thì ở trong viện dưỡng lão, trong nursing home nó rất là tốt. Thực sự phải nói là như vậy, tại vì 24 hour care đầy đủ, ban ngày ban đêm lúc nào cũng có người chăm sóc hết. Chỉ có người Việt mình cứ có cái suy nghĩ là ở trong nursing home đó họ sẽ phải cô đơn, sẽ phải thế này phải thế kia. Nhưng mà thật sự phải nói đó là ở trong đó đó, cái lứa tuổi nào cũng có những người bạn. Thật sự mỗi một ngày, ví dụ ngồi xe lăn cũng có bạn đó, chứ không phải nó không có đó. Ví dụ như có những người bạn mỗi ngày được ngồi trong những cái phòng chơi với nhau, chơi game, coi tivi, nói chuyện. Đối với mình á thì nó không phải nói là ồ bố mẹ lớn tuổi mình đưa vô nursing home. Nhưng mà theo mình thấy đó, những cái phương tiện đó đó, nó giúp cho những người bố mẹ đó đỡ cảm thấy buồn hơn ở nhà. Thật sự phải nói luôn đó, tại vì có bạn bè đầy đủ ở đó chơi với nhau, nói chuyện, họ không cảm thấy lonely. Mà ở nhà, ví dụ như 10 tiếng ở nhà, con thì đi làm, cháu thì đi học, không có ai ở nhà hết. Đó, và nhiều khi lỡ có chuyện gì xảy ra, ví dụ như nếu đang bình thường hay chăng nữa, tự dưng cái đùng ấy bị sốt, không ai biết. Đó, ví dụ như vậy. Còn những người, những bố mẹ nào vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn ở nhà được thì mình nên ở nhà. Nhưng mà nó có tùy theo hoàn cảnh đó. Đó, rồi có nhiều cha mẹ, chú cũng biết là, và chị cũng biết là họ mới nhập cư về Việt Nam, mới nhập cư Việt Nam qua Mỹ, Hoa Kỳ, thì họ không có gia đình, người thân, cho nên là họ thường rất là cô đơn, thường gì cũng không có biết, không có chạy xe nữa, mà cũng không có bạn bè hay là ai để tới biến thăm trò chuyện cho nó vui. Thì con cái thì chị biết ở bên Mỹ mà đi làm suốt ngày nữa, đi làm về thì còn phải là đi về nhà phải nấu ăn, rồi còn sinh hoạt chung với lại vợ chồng, với con cái gia đình với nhau, họ ít thời gian cho ba mẹ của họ hơn. Thì như vậy thì họ sẽ cảm thấy buồn. Họ cảm thấy buồn, nhất là họ bệnh thì họ không có thể nào mà có thể take care mình nhanh như là có ở nursing home. Quý vị cũng biết là hiện giờ nursing home nghe nói là viện dưỡng lão, nó không phải là buồn bã như mà chúng ta quan niệm nữa. Nó có tivi, có máy lạnh, đi coi có đi chơi thể thao, chơi thể thao, và có bạn bè hội họp nói chuyện nhau, đọc sách, đọc báo, ca nhạc này nọ. Dạ, và đặc biệt là có những cái nhân viên y tế. Nhân viên y tế mà chỉ cần gọi bấm một cái, nhức đầu một cái là họ tới, họ có thể sao nhức đầu đo huyết áp liền, coi có cao hay thấp hay không. Còn nếu mà ở nhà, con cái sợ nhất là khi mà ở nhà mà ba mẹ lên huyết áp cao quá mà không có run tay, hoặc không có bấm được cái điện thoại được nữa, mà gọi cho nó đang bận cho meeting đâu trả lời được đâu. Cho nên á thì có hai cái lý do mà để mà người ta thống kê á, là những người già được đến ở viện dưỡng lão tụi gì vui, trong đó có giống như cái hội cho mình vậy, giống như hiện giờ có hội nhà báo, hội quân cảnh, hội đủ thứ hội, đây có hội những người mà ở viện dưỡng lão, hội người già, thì hội người già thì họ ở viện dưỡng lão thôi. Và có trường hợp thứ hai là họ bị ép vào viện dưỡng lão. Cái vấn đề mà tại lý do tại sao mà người ta thích vào viện dưỡng lão thì chắc chú cũng biết lý do tại như thế nào phải không ạ? Cháu chú nói điều này tức là thực sự cháu vừa nói hai cái điều rất là quan trọng. Thứ nhất đó là vì thích vào, và thứ hai bị ép vào. Chú muốn nói cái chuyện ép vào, chú không muốn nói thích vào. Thích vào thì không cần phải nói nữa, có phải không? Đúng rồi. Khi mà bị ép vào tức là người ta không có muốn, đúng không? Yeah. Những cái người mà ở trong viện dưỡng lão chú có đến thăm rồi thì nó như thế này này, cái người ta sợ nhất đó là bị bỏ rơi. Cái chữ bỏ rơi rất là quan trọng. Cái trong đầu người ta cái mentality đó là bị giống như là abandoned, bị bỏ rơi. Nó quan trọng. Làm sao mình giải quyết vấn đề đó được thì sẽ bớt đi. Thì cũng bình thường thôi. Cái viện dưỡng lão nó cung cấp phương tiện chăm sóc ăn uống, y tế. Nếu mà người con mình thực sự đó mà nghĩ rằng là bố mẹ vào viện dưỡng lão là done deal, goodbye rồi ấy, thì cái đó là người mặc cảm nhiều lắm. Nhưng mà người con mà vẫn tỏ lòng thương yêu, vẫn chăm sóc, vẫn quan tâm đến thăm đều thì người ta không còn cái mặc cảm nữa. Cái đó là cái điều quan trọng nhất mà chú muốn nói cái ngày hôm nay đó là đừng để cho bố mẹ hoặc những người thân của mình khi đưa vào viện dưỡng lão có cảm tưởng như là cái nhà chờ chết. Nhiều người coi cái đó là waiting room for funeral. Mình đừng có làm cho người ta cái cảm giác đó. Đây là cái hoàn cảnh bất khả kháng mà khi mà vào viện dưỡng lão đó, người ta sẽ sống thoải mái hơn, người ta có nhiều phương tiện hơn. Đó là cái điều mà chú muốn nói. Bây giờ dịch vụ người già đó, nó có những cái dịch vụ là đưa đến tận nhà chăm sóc đấy nhá, đừng quên cái đó. Lái xe đi chợ, rồi giặt quần áo, tắm rửa,
tùy theo nếu các cụ còn khỏe đó mà các cụ ở riêng được mà mình mà có người đến chăm sóc thì cái đó là cái sự lựa chọn của họ. Cực chẳng đã thì lúc đó đưa vào. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.